quý vị xin được chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Lotto Show Hương Nam. Một lần chúc sức khỏe và chào trân trọng nhớ. Trời ơi, ai vậy? Hoàng thượng. Mày hồi nãy mày làm phần 1 mày đóng vai hoàng thượng, phần 2 mày đổi vai với bạn chi? Ngựa bạn. Trời ơi, Dung Mama mà có râu. Mày quay mặt mày ra coi. Thấy ghê. Vô cạo râu má ơi. Cái giọng ai cười mà bê đê vậy? Áo xanh phải không? Cười một cái người ta biết bót liền. Cười đàn ông mà cười. Nè, copy meal thù giặc nha. Hồi nãy đu dây tôi không có góp, mà tại sao bây giờ tôi đứng đây tôi chào mà tôi góp? Cố tình đúng không? Cố tình. Bà kim vô đầu mày luôn. Trời ơi là trời. Cây kim cúc. Thi ơi Thi, sao chị ác cái con cây kim cúc vậy Thi? Trời ơi, hoàng thượng ơi. Rồi đi vô đi, vô đi. Trời ơi. Rồi kính thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với dòng loại đầu tiên cho phần 2 với một người ta là Hàm Hương. Còn con này quý vị, nó là em có Hàm Hương, nó là Hàm Heo. Thử đi, thử đi. Tại mày thối mùi chuột chết quý vị. Không có đâu. Tôi đang đợi bướm đó. Rồi, bây giờ nè, múa bướm đi. Đợi bướm tới đi. Múa bướm một, không? Ừ. Rồi. Đợi, 1, 2, 3, vô. Cho nhạc đi, nhạc. Trời ơi, trời ơi. Phan Hàm Hương. Rồi, tạ xuống. Xin mời Hàm Hương quay lên trên, nhìn thẳng đứng im. Kính thưa quý vị, đứng im bà nội, dán màn bí mật. Nó mập như heo. Mặt tét cái bộ đồ này là bộ đồ bự nhất trong đoàn luôn á. Phạt Đường Mi. Cái này là sợi cáp wifi. BD xài phải có mạng mới chơi được. Che lợi thấy ghê quá trời ơi. Hàm Hương đó quý vị. Rồi đó là mong quý vị dòng loại này. Cô chú chị nào mà chưa có vé ủng hộ cho tụi em nha. Bà chưa thấy đâu. Gì nữa? Hàm Hương ơi, Hàm Hương. Nữa hả? Hàm Hương, Hàm Hương. Hàm Hương nãy quay khán giả cười quá trời luôn. Sao vậy? Quay lại coi. Hàm Hương bên trong cái lồng đèn cũng làm. Đâu coi coi. Quay đi Hàm Hương. Phan. Phan. Dở lên giùm tao coi. Mày mặc quần đá banh. Hàm Hương một quần của ba Hàm Hương mặc. Tao nhìn cái quần tao nhớ ông ngoại tao. Cái lúc ông ngoại em dưới quê Tiền Giang có gì đi mà nó bắt đầu đi cho heo ăn rồi. Đó. Đi vô. Bà nội, trời ơi, hoàng thượng ác dễ sợ. Đã có Hàm Hương là nó dụ bướm tới. Lấy nguyên một chai xịt côn trùng xịt gì. Chết bướm hết trơn. Trời ơi, gặp con bướm bà trong đó nữa chứ. Rồi, cứ thưa quý vị, 30 ngàn đồng là vé trong đời này. Cô chú chị nào mà chưa có vé giơ tay lên giùm em nha. Rồi, vậy mời một vị khán giả xin lên quay số để tạo sự công bằng cho dòng loại này, có được không quý vị ơi? Đây là quyền lợi của tất cả quý vị ở dòng loại này, thưa quý vị. Dạ rồi, thưa quý vị, dạ xin mời một vị khán giả. Vé kìa, vé kìa đâu? Lên bên trên hỗ trợ quay số, ai giơ tay được quà con hả? Trời, chị gái đây đi, chị lớn nha, chị kiểm tra số. Con nhỏ quá rồi, chị này lớn rồi. Dạ, rồi, chị kiểm tra số giùm em. Chị thí dụ chị đưa ra con 35 mà chị để ý ai mà đưa 35 mà hát 36 á, chị phải la lên nha. Đây là sự công bằng và rõ ràng cho tất cả quý vị và là quyền lợi quý vị ở những trong lời đặc biệt mà hát Lotto Hương Nam mang tới. Và ngay bây giờ xin mời vị chúng ta bắt đầu giơ số. Quẩy lên chị em ơi. Hey. Hey. Cô số chị ra mấy chị đi cùng mấy chị đây. Cô số chị ra. Cô mấy chị ra mấy chị đi cùng mấy chị đây. Uống si ba bụng hey. Ba là bụng ba là hoa cá nam mình hẹn. Bụng ba là hẹn. Ông hoa cá nam mình hẹn. Uống si ba bụng ba là bụng ba là hoa cá nam mình hẹn. Bụng ba là hẹn. Ông hoa cá nam mình hẹn. Số chị đi mấy chị ra. Cô mấy chị đi mấy chị đi cô xuống chị đi mấy chị ra cô mấy chị ra. Xin mời anh ta ghé đi chơi, ghé đi chơi, chơi lô tô. Xin mời anh ta đến Hương Nam, có lô tô rồi còn có bê đê. Xuống chị đây, cô mấy chị ra mấy chị ra cô mấy chị ra. Cô xuống chị đây mấy chị đi cô mấy chị đây rồi mà nhảy đi mấy ơi. Xuống chị đây, xuống chị đây, xuống chị đây, xuống chị đây mấy chị đây mấy chị đây mấy chị đây. Cái não đợi không có vừa. Số gì ra, số gì đây, số gì đi con, số gì đây. Hôm nay là thứ bảy, thích đi vào ba. Nhạc
con mày mày, con mày mày, xuống gì ra mày gì đây, cô xuống gì đây mày gì ra rồi, nào ơi còn mày bé thôi, dạ vai chưa có bé không vị, nhưng là bé cuối tay là nhưng là bé ở cửa nhiều mai nữa vị nha. Xuống gì đây mày gì ra, con gọi gì đây, con gọi gì đây, con gọi gì đây mày gì ra, nhanh cái tay lẹ cái chân rớt cái mão nữa rồi. Xuống gì đây mày gì ra, con mày gì ra, kể từ lúc trong đường theo chồng, rồi kết xuống hoàng cung. Thì ra con mặt diễm sâu, hai đứa trong đêm khuya, hai đứa trong đêm khuya, hai đứa trong đêm khuya. Trời ơi, đây 54 số khi đây máy thì ra còn còn gì? Hey, còn còn gì đây số khi đây máy thì ra? Thì mỗi quê em nhau anh hai nắm tay em dặn dò, cho dù đời là về dâu trái ngang, đã yêu nhau mình sắc con một lòng. Dẫu khổ thế nào thì vẫn không nhạt phai. 32 Tay nữa ra nè, bước vô ta bước, bước ra mà ta có bước. Tay đám cỏ xanh, biết điều gì hỏi không ai mà chết thầm. 38 38 Năm gì ra, năm gì đây, năm gì ra, năm gì đây. 18 tuổi đời hồng ơi em đẹp lắm, em sống đi ngang em sống kỳ cường, hồng mời em sống mãi muôn đời. Qua bên tay đồ có người con gái, tóc em dài tỏa đơn ngàn nhai, quê hương em chỉ có một ngày, đóa hoa hồng thơm ngay chỉ ra là 58 ra 58 xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây. Gió cao dương dứt bao tỉnh trường an, thấy đứa chồng mà lái kinh. Người đi tìm chứng công danh, ở nơi quê cũ em hạnh nhân mong. Trời ngày về tìm trống dịch nguy, ngựa anh đi trước. Giống nàng theo sao, con xô pháo là đã chờ hơn tới lâu thì dừng xe. Chúng ta khoan dù sẽ dễ đi chết tình trạng tinh sồ nha.